Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là Quân Tối Cố đây. Rất vui các bạn đến với series Monster Legend. Và xin chúc các bạn một ngày thật là tốt lành và niềm vui trong cuộc sống. Xin thành cảm ơn. Rồi, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với lại series Monster Legend. Cùng với đó là nhiều bạn sẽ hỏi là tại sao gọi là một thời gian dài mình mới làm về Monster Legend. Thì mình cũng sẽ trả lời, nói chung là trả lời luôn là tại vì làm về Monster Legend thì chúng ta gọi là bị khiếu nại các bạn. Trong thì video chúng ta gọi là rất là dễ bị khiếu nại. Và cũng như thì chúng ta bị tụt lượt tương tác. Nhưng không sao, nói chung là lâu lâu mình vẫn sẽ làm về Monster Legend cho nhiều bạn yêu cầu, nhiều bạn ta thấy nhớ. Và nói chung thì cũng không sao đâu. Rồi, và chúng ta đến với lại Monster Legend thì bây giờ là có gì mới nào. Chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian rất là dài. Và bây giờ Monster Legend chúng ta cũng đã đến với lại một cái thế hệ mới ở trong thế hệ của Mon M. Nói chung thì vẫn là Mon cấp độ M nhưng mà chúng ta trải qua một cái thế hệ mới nữa các bạn. Một cái vùng đất mới, nói chung là chúng ta sẽ mở vào ở trong đây, chúng ta biết rõ chi tiết nha. Thì đây, nói chung là chúng ta sang một cái gọi là dấu hiệu mới nè. Đầu tiên thì đây là Mon M bình thường nè các bạn. Chúng ta là chơi vào dịp mà những Mon M này được ra mắt nên cũng rất là nhẹ nhàng. Đấy, và sau một cái thời gian mà Mon M thuần chủng được ra mắt thì chúng ta lại qua với lại một Mon cũng là M nhưng mà thuộc dòng mới. Thì dòng này là dòng này đấy các bạn. Ok, thì nó có biểu tượng là như thế này. Và mới đây thì chúng ta gọi là có Mon là tam giác các bạn. Nói chung là Mon M mà tam giác Corrupted gì đó. Rồi sau đó đây là Mon Commit nè các bạn. Cái này là Commit nè. Rồi bây giờ là tới với lại thế hệ mới nhất là ở đây. Chứ là mình vẫn chưa có một Mon nào trong thế hệ mới nhất hết. Rồi. Nhưng mà ở đây thì chúng ta đang có là quảng cáo đấy các bạn. Với quảng cáo này thì chúng ta sẽ có thể là xem và cố gắng là ngày xem hai lần để mà có thể là tích mảnh và summon những Mon trong đây là thế hệ mới không đó các bạn. Rất là ngon không nào. Skin chúng ta thì còn 2 ngày 6 tiếng sao ấy. Và trong đây thì mình cũng có một quả trứng Mon của thế hệ mới này. Ok, sẽ đặt ra đây nha. Còn đây là để xem Mon là thế hệ nào nha. Mình sẽ đây là thuộc hệ gì đây? Thuộc hệ ánh sáng. Mình sẽ đặt ở bên đây nha. Rồi, thì để xem Mon này là thuộc dòng nào đây. Mình nhớ là dòng cũ các bạn, dòng tam giác ấy. Crusty. Ok, thì mình xem thử nha. Wow. Xong được 500k trái cây các bạn. Rồi, thật sự luôn ạ. Ok, và đây thì rồi, đây có hình tam giác thì thuộc thế hệ mà là cũ đấy nha các bạn. Nói chung là có một cái thế hệ mới thì thế hệ này thì sẽ thành thế hệ cũ nhưng mà gọi là gần mới, cận cái mới. Ok. Nhưng mà nói chung thì chủ đề của video chúng ta là vừa tìm hiểu xem thế hệ mới chúng ta sẽ có gì và như mà biết thì khi mà chúng ta qua một thế hệ chúng ta lại được tặng rất nhiều rương các bạn. Nên ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục là quá trình chúng ta mở rương nha. Thì rương thì mình có 3 nick. Mỗi nick thì chúng ta có tầm là 7, 60 mấy rương để mình xem thử nha. Có tầm là 75 rương. Đấy thì nói chung là nếu như là mình mở hồi đầu thì chúng ta còn có thêm sự kiện thì chúng ta sẽ nhận được thêm rương nữa. Nhưng mà nếu như mở rương ở đây thì chắc là không. Nhưng mà rương này thì nói chung là rương mới các bạn. Đây thì là Metro. Chắc là thế hệ mới của chúng ta sẽ là Metro các bạn. Oh, đây là Nebula. Là Metro hay là Nebula ta? Ok, thì chúng ta mở ra nha. Đây là nick chính của mình. Wow, chúng ta có được là một cái tấm tiết kiệt nè. Với lại 12, 15 mảnh của thế hệ này là thế hệ trước. Ok, giờ thì mình sẽ mở tất cả luôn nha. Nói chung mở một lần luôn xem ta có gì thú vị không. Ui, vẫn còn là được rương thưởng nè các bạn. Ngon. Ok, ok, ok. Ôi. Ôi, mình được nhiều cái bình kia các bạn. Bình này bình mít thích nè. Mà bình này là bình comic thì phải. Ôi, một cái rương M đây các bạn. Rương M này chắc là những chú M bình thường á. Rồi, một rương Legendary nè. Rồng Legend á. Monster Legend chứ. Ok, và đây thì cái này hình như là của comic. Đây nè, cái này mới là của cái lâm tu này mới là của cái này là ở bên Crustic các bạn. Còn bên đây thì chắc là cái thế hệ mới là thế hệ Metro rồi. Ok,
Mình sẽ mở ra xem nè. Ok, mình sẽ còn một số chiếc rương mình sẽ mở luôn nha các bạn. 22. Ok. Wow, ta nói chung là được nhiều cái ống này thì các bạn. Đó, thì mấy cái ticket này rồi nè. Rồi, đó, mấy cái lùm tu này. Ok, thì mình sẽ mở luôn là những cái rương kia nha. Xem chúng ta có gì trong đó. Đi mình sẽ mở rương Legend trước nha. Một chú rồng, một chú mon Legend. Wow, kiếm sĩ Samurai các bạn. Harusami. Ngày xưa thì mon này cũng gọi là được mọi người yêu thích rất là nhiều. Nhưng mà ngày xưa mà, ngày xưa thì mon Legend hiếm lắm. Ok, giờ là rương mờ nha, xem ra mờ gì. Mờ này hình như là Oran thì. Một chú rồng một chú mon chứ. Nhầm hỏi. Đây thì thuộc thế hệ mờ là đời đầu thôi. Chúng là Origin thì chắc là mon mờ đời đầu thôi. Và đây là Blood Singer các bạn, giống như Big Zap thiệt sự luôn á. Ok, thì đó là ở rương này mình được nhiều những cái mảnh nâng cấp ở trong đây. Ta xem thử nha. Đấy, trong đây thì chúng ta gọi là đây là cái lâm tu này là dùng để nâng cấp cho những chú rồng bên Crusted này. Còn đây cái này thì mon mờ đời đầu thì chúng ta sẽ sử dụng là op mờ nè. Rồi mon mờ bên đây là mon mờ ở commit thì chúng ta sử dụng là cái op commit. Nhưng mà cái op mới này là chúng ta có thể là áp dụng cho tất cả luôn, ta có thể là bù vào nhưng mà mình chưa có các bạn. Còn tụi này không có set thế hệ nhỉ. Thế hệ đây nè. Này thì mình dùng op là bên đây các bạn, mình tích rất là nhiều op. Mà tới giờ thì hết mấy cái sự kiện để chúng ta lấy rồi. Đây sự kiện ở bên chúng ta lấy op ở đây thì có cái này. Còn cái lấy op crush tịch bên đây thôi. Này thì đi để đánh mấy cái cũ này có nhiều cái chúng ta chưa đi các bạn. Đi thì kiếm thêm được game và kiếm được nhiều cái. Bên đây thì cũng có mấy cái tương tự như vậy. Đó, mấy cái này nè. Đó, mình xem để có lấy mấy anh hùng này để đi cái này các bạn. Mấy cái chapter cũng có game rồi gì các kiểu luôn. Chung là nhiều lắm. Mà phải nâng cho rồng mạnh lên thôi. Wow. Đó. Đây các bạn. Mấy cái chapter luôn, chapter 3, chapter wow. Chapter 2 này. Chapter 1 là cái rồng này mà không biết chút một này kiếm như thế nào. Rồi không sao. Rồi, đó nha các bạn. Và còn đi đánh Mythic nè. Ồ, cái này thì không có đánh cái Titan kia, lấy nhiều hơn các bạn. Cái này thì cũng kiểu là đánh theo chapter nè. Mới có phải là survival các bạn. Này là đánh kiểu survival. Đúng kiểu đánh lượt kia thì nó rất là ngon á. Có cái này là một cái gì đó mà mới mình chưa biết nữa. Nhưng mà kiểu chúng ta đánh để mà qua bên cái nhà này nè. Đây các bạn. Biết là học họ thêm cái gì đấy. Đấy, có lửa nè các bạn. Một cái gì đó mà nó khá là mới mẻ. Ta mình chưa tìm hiểu luôn. Nâng ranh hay gì đó. Huy hiệu lửa nè. Bên đây thì cần 1.000 cái này. Nhưng mà khởi động cái này. Summon các bạn. Có lẽ nào là triệu hồi anh ta. Level 1 lên up là cần một chú rồng này hiến tế hay gì đó, nói chung là ghê lắm các bạn. Bus skill, trời ơi, có hay là học skill nhỉ, nhìn ghê lắm các bạn. Nhưng mà mình vẫn chưa có tìm hiểu cái này là cái gì đó. Đó là chúng ta gọi là thêm những cái mới mẻ đó các bạn. Rồi ok, thì ở đây là bên nick chính của mình nha. Mình sẽ qua bên hai nick phụ để chúng ta cùng nhau là mở rương luôn nha, xem bên đó thì chúng ta sẽ được gì. Ok nha các bạn. Rồi và hiện tại thì chúng ta đã qua nick phụ của mình nha các bạn. Bên nick phụ thì mình nói chung là cũng không có là on nhiều nữa, nói chung là cũng kiểu như là chúng ta chỉ on nick chính thôi, mà mình vẫn gọi là lấy những cái rương chúng ta mở chơi đó các bạn. Sao có những cái rương free thì chúng ta cũng phải mở các bạn. Ok, và bên đây thì sẽ được gì đây. Ok, skip nè. Ôi, một cái rương mờ. Nói chung là rương mờ này là thuộc thế hệ 1. Và rương vàng này. Cái op nguyên tố 33 cái bình này.
Ôi, 275 cái là orb bù vào nguyên tố đồ L luôn á. 21 nè, 15 cái rương này, 20 chest này, 48 cái này. Đó, nói chung là đây chỉ có vậy thôi các bạn. Ok, và mở tiếp này. Tiếp cái Metro này luôn. Tên thì dễ đọc các bạn, Metro. Ôi, 209 cái ốc này. Rồi, bên đây cũng không có gì đặc biệt. Bên đây thì có một cái rương đây, rương mờ đời đầu nha. Wow, chú rồng Kabuto này là ngày xưa là nạp bát đấy các bạn. Và giờ chúng ta có free luôn, nói chung là thời gian trôi qua mà. It's much, rồi. Lưng ta la, mở cái rương này xem. Mình nghĩ chắc là toàn ốp 5 không. 4 5 không có ốp nào cao hết. Đúng rồi, không có cái rune nào mà cao hết các bạn. Rune khó lắm, khó mở ra mấy cái cao lắm. Ok. Thì đó, chúng ta cũng là mở ra được như vậy các bạn. Bên đây thì sẽ ít rồng hơn. Và chung là đảo chúng ta cũng thu hoạch vàng cày các kiểu rồi. Và trái cây chúng ta cũng có thể tự sản xuất rồi. Đấy các bạn, đây là 100% này. 100% rồi mình cũng có thể là tự sản xuất cái cây này. Đó, rồi tự trồng cái cây này. Đấy, nói chung là bên đây mình cũng hoàn thiện là một nick. Cũng rất là ok khi mà người ta có thể là tự sản xuất trái cây và tự nâng cấp ở gì rồi. Vàng cũng lấy được nhiều. Thu cũng được nhiều đó các bạn. Đấy, đất thì mình cũng gọi là xếp. Nói chung là rất là ok không nào. Rồi, chúng ta sẽ qua nick cuối cùng nha. Ok các bạn, và hiện tại thì chúng ta đến với lại nick thứ ba của mình, nói chung là nick cuối rồi. Và nick này thì chúng ta gọi là cái vàng này chúng ta chỉ gọi là có xây các bạn. Chung là chúng ta kiểu như là đang trong quá trình chúng ta quy hoạch lên. Đấy, lượng vàng chúng ta cũng có nhiều nè. Đó, một lần thu của mình cũng rất là nhiều nha các bạn. Nhưng đây thì chúng ta vẫn gọi là chưa có thiết lập là vàng tự farm cái này ra lắm. Uầy, cái này như mình chưa làm các bạn. Cái này thì yêu cầu chúng ta phải mở khóa như cái này rồi làm nhiều cái thì chúng ta sẽ có thể là tự sản xuất vàng đó các bạn. Bên đây thì mình cũng đã gọi là cố gắng để mà đi những cái map để có thể là chúng ta lên nhanh này. Wow. Đấy, nói chung là phải bắt chúng ta đánh thế nào đánh BB các bạn. Ta mới cho chúng ta đi tiếp đấy. Rồi, ok. Thì nói chung là như vậy, nhưng mà ta mở những cái này ra nhá. Ủa, có sale mở đảo này. Mở đảo bằng đấy, mở đảo bằng vàng được rồi các bạn. Ok. Thì đó là như vậy. Nếu như gọi là mình mà còn chơi nhiều như hồi xưa thì chắc là đảo này chắc cũng bằng với lính phụ mình rồi. Ok, chúng ta sẽ là mở rương cho các bạn. Ok, lâu rồi mình chưa có vào nên cũng khá là bất ngờ đấy. Rồi, bùm một phát. Ốp này. Bên đây thì không có là những cái kia luôn các bạn. Không có những cái nó luôn á. Không có những cái mở ra mở luôn. Khi nào rương này có sao? Cũng là sẽ bùa ra đi nào. Bùm, không có luôn các bạn. Bên đây hơi đen một tí là chỉ có những cái óp này thôi. Rồi, trong quả trứng thì trong đây xem có gì không nha. Không có nha bạn. Những chỗ rồng mờ mình đều ok, mình lấy rồi á. Lần sau nào. Lần sau thì những chú rồng của mình hình mình dùng là khi lửa các bạn. Chắc là vậy á. Cái lửa mình thì hay là bù ốc vào để nâng sao nhưng mà thôi. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta gọi là vào để chiêm ngưỡng là một dòng mờ mới. Với sức mạnh của mờ mới thì mình sẽ cho các bạn xem ở đây luôn nha. Xem nó sẽ mạnh như thế nào. Mình ví dụ đi, ví dụ như là một chú rồng Super Rare mình đi. Mình sẽ bật tới là 5 sao nha. Thì chúng ta sẽ có lượng sát thương là 22k nè. Lượng máu là 311k, lượng tóc đánh là cái này đôi giày các bạn là 12, và nói chung là năng lượng thì vẫn là 280 thôi. Rồi, mình sẽ mở một chú rồng ở thế hệ cũ hơn nha, thế hệ này, hoặc chơi Panda Cannon đi.
Ok, và đây thì chỉ có 18 và 246, 10 và... Đấy, các bạn thấy là bên kia chúng ta hơn rất nhiều ở lượng máu nè, hơn ở lượng sát thương và hơn ở gọi là đôi giày các bạn. Nói chung thì nói chung là qua những cái thế hệ mới thì nó có hơn nhiều rồi. Đấy, thì nó chỉ có vậy thôi. Và video của mình đến đây hết rồi. Hẹn gặp lại mình trong những video lần sau nhé. Chào và hẹn gặp lại. Bye.